Xin chào tất cả anh chị và các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở hẻm 276 đường Tân Hòa Đông, là hẻm vào Ủy ban phường Bình Trị Đông á, và công an phường Bình Trị Đông bên trong đó, ha anh chị. Đó, ở đây hẻm này. Và Nhân sẽ giới thiệu cho anh chị một bất động sản ở đây. Ở hướng này là mình về lại chung cư Tân Hòa Đông ha, hướng về quận 6, dòng xây Phú Lâm, cấp mắt Phú Lâm ha anh chị, chợ Phú Lâm ha. Và cái hướng ngược lại của mình nè. Hướng ngược lại của mình là hướng này là ra ngã tư, ngã ba giữa đường Tân Hòa Đông, Phan Chiêu Phước Phan và Hương Lộ 2 ha. Đó. Hướng này ha. Còn vị trí căn nhà của mình sẽ giới thiệu đến đây là ở hẻm 295 bên kia ngay chỗ Bách Hóa Xanh ha anh chị. Đó, ngay chỗ Bách Hóa Xanh trước mặt anh chị nha. Thì Nhân sẽ ở đây và Nhân chạy vào trong căn nhà cho anh chị mình xem. Căn nhà một trệt, một lầu và một lửng nha anh chị. Ở giá là 1.680.000.000 nha. Có sổ hồng nha anh chị, có sổ hồng hoàn công luôn nha. Rồi bây giờ Nhân sẽ chạy qua đó cho anh chị mình xem nha. Đó, thì đối diện hẻm 295 là hẻm 276 vào Ủy ban Nhân dân phường Bình Trị Đông và công an phường Bình Trị Đông mình luôn nha. Đó, căn nhà mình trong con hẻm này nè, hẻm 295 ha, đường Tân Hòa Đông. Ở đây thì có chốt văn phòng ở chỗ này luôn nha. Đó, ở đây ở chỗ này. Con hẻm mình rộng rãi nha, căn nhà mình cách hẻm xe hơi chỉ khoảng 2 căn thôi. Đi vào đây nha anh chị. Đó, hẻm xe tải vào tới nơi nha. Đó, hẻm xe tải vào tới nơi nha. Địa chỉ nhà mình là 297/25/3 đường Tân Hòa Đông nha. Đó, căn nhà trong đó nha anh chị, có mái ngói, có cái khung bảo vệ đó ha. Đó, Nhân sẽ vào trong quay chi tiết bên trong cho anh chị mình xem nha. Hẻm ở đây rộng rãi nha. Hẻm xe tải vào tới nơi luôn. Đó, còn ra ngoài đây là hướng về Bách Hóa Xanh ha. Đó, hướng về Bách Hóa Xanh nha anh chị. Ở ga Bách Hóa Xanh đối diện là Ủy ban phường ha. Đó, đối diện là Ủy ban phường và công an phường luôn nha. Đó, hẻm chờ nhà của mình nè. Địa chỉ là 297/25/3 đường Tân Hòa Đông ha, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha. Pháp lý là sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên ha anh chị. Đó, nhà mình không có đối diện nhà với nhau ha. Mình có thể để xem em này. Đây, địa chỉ căn nhà mình nè. Đó, chiều ngang là 4m ha anh chị. Và chiều sâu vào cũng là 4m luôn nha. Đây, địa chỉ căn nhà mình ha. Hẻm trước nhà của mình đó. Ở trên lớp ban công được khoảng 8 tấc nữa nha. Có khung sắt bảo vệ anh chị. Rồi có mái che ra ngoài luôn rồi nha. Nhà mới anh chị vào ở ngay ha. Có lắp camera luôn nè. 1.680.000.000 nha anh chị. Nhà có hướng chính là hướng Tây Bắc nha. Rồi bây giờ Nhân sẽ vào trong quay bên trong anh chị mình xem nha. Và bây giờ Nhân đang đứng trước vị trí căn nhà của mình ha. Căn nhà mình có địa chỉ là 297/25/3 đường Tân Hòa Đông, khu phố 13, khu phố 13 phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân ha. Đó, căn nhà một trệt và một lầu ha. Ở trong có cái lửng đó nha anh chị. Đó, ở bên ngoài lửng ban công ra được 0.8 tấc ha, gần 1m ha. Đó, sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên nha. Đó, ở trên đây mặt ngoài chủ cũng ốp tường cao tới trên này nha anh chị. Đó, xe chạy trời mưa, mùa mưa xe chạy qua lại thì nước dỉ dăng lên, mình lau chùi là sạch sẽ căn nhà mình ha. Đó. Đó, hẻm trước nhà ha, nhà mình không có đối diện nhà với nhau. Ở trước nhà cũng không có cống ha. Đó. Không đối diện nhà với nhau, anh chị mình có thể để xe ở đây ha. Đó. Cửa bên ngoài bảo vệ với hai lớp cửa nha anh chị, một lớp cửa kéo bên ngoài ha, và một lớp cửa bên trong là cửa sắt kết hợp với kính nha. Đồng hồ điện để bên ngoài nè. Sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị, pháp lý rõ ràng ha. Nhà có hướng chính là hướng Tây Bắc nha anh chị. Chiều ngang của căn nhà mình ha là 4m ha. 4m và chiều sâu vào là gần 4m nha anh chị. Chiều sâu vào là gần 4m ha. Nó nằm gần chợ Bình Trị Đông, gần Ủy ban ha, gần Ủy ban phường Bình Trị Đông mình luôn. Và căn nhà mình chỉ cách mặt tiền xe hơi chỉ khoảng vài bước thôi. Chỉ vài bước thôi, hẻm trước nhà, hẻm xi măng rộng rãi nha. Để xe thoải mái nha anh chị. Đây, hẻm trước nhà của mình là hẻm ra ngoài đây. Hẻm ra ngoài cho anh chị mình xem luôn. Hẻm ha, nhà mình hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha anh chị. Đó, hẻm xe tải chạy tới nơi nha. Đó, hẻm xe tải xe hơi chạy tới nơi nha anh chị. Đó. Sổ hồng riêng nha. Mua bán ký công chứng sang tên. Đây,
Cái này ra ngoài Bách Hóa Xanh nè, hướng này là ra ngoài Bách Hóa Xanh nha anh chị. Ở ngoài đó là Bách Hóa Xanh ha. Căn nhà mình nằm đối diện với lại ủy ban phường Bình Trị Đông luôn nha. Công an phường Bình Trị Đông luôn, nằm trong con hẻm 295, 297 thông sang hẻm 295 đường Tân Hòa Đông ha, hẻm thông ha anh chị. Ở căn nhà màu trắng phía trong đó ha, sau lưng căn nhà này là tới mặt tiền mình ha. Hẻm rộng rãi nha, trước nhà kìa, trước nhà hẻm sạch sẽ, mình để xe thoải mái ha. Giá là 1 tỷ 680 triệu nha anh chị, 1 tỷ 680 triệu. Chiều ngang là 4 mét ha, và chiều sâu và là gần 4 mét nha anh chị. Ban công ở trên lấn ra được 1 mét đó nha. Đó, có cái mái che luôn, có khung bảo vệ cho mình luôn nha. Cửa là bảo vệ với hai lớp cửa, đồng hồ điện để bên ngoài ha. Tường ốp cao bên ngoài thì chủ ốp tường cao lên 8 tấc rồi. Đó, có cửa sắt bên ngoài, bảo vệ bên ngoài nha. Bên ngoài mình kéo cửa lại ha, mà ở bên trong nhà thì mình kéo cái cửa này lại. Rất là nhẹ nhàng nha anh chị. Đó. Sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên ha. Cửa bên trong là cửa sắt bốn cánh ha. Ở đây thì mà thêm này thì chủ cũng lót một lớp gạch đá hoa cương ha. Và chiều cao của cái thềm nhà của mình thì cũng cao hơn khoảng 2 tấc nha anh chị. Gạch bên trong là gót gạch bóng kính. Đó, gạch bóng kính 6 tấc ha. Rồi, tiếp tục quay cho anh chị mình xem ha. Rồi có điện thoại cắt ngang video của mình ha. Đó, chiều ngang của căn nhà mình á là ngang là 4 mét và chiều sâu dài là gần 4 mét nha anh chị. Đây không gian bếp của mình ha. Không gian phòng khách của mình ha, cũng rộng rãi, không gian bếp đây. Tường bên trong thì ốp gạch ngang, cao lên tới trên 1 mét rưỡi rồi nha. Nhà mình không đối diện nhà với nhau, mình để xe phía trước nhà thoải mái nha. Đó, không gian bếp ha. Bếp thì có tủ bếp trên, kệ bếp dưới ha. Ở đây có làm cái trang thờ cho anh chị mình luôn. Mặt trong là kính cường lực ha. Đó, có gắn đèn cho anh chị mình luôn nha. Bồn rửa ha, bồn rửa ha. Kệ bếp dưới nè. Đồng hồ nước là âm xuống rồi ha anh chị. Đồng hồ nước đây ha, nước nằm ngay chỗ này nha. Kính cường lực ha anh chị. Và nhà vệ sinh thêm phía dưới trệt. Đó, bồn rửa ha, bồn rửa tay, lavabo viền khói, các thiết bị trong nhà vệ sinh sử dụng thiết bị inox ha. Gạch ốp gạch ngang cao tới trên. Nhà mình sổ hồng riêng nha anh chị. Chiều ngang là gần 4 mét, chiều ngang 4 mét và chiều sâu vào là gần 4 mét, được xây dựng với kết cấu là một trệt và một lầu ha anh chị. Ban công ở trên lấn ra được 8 tấc nữa và có cái lửng nữa nha anh chị. Đó. Sổ hồng, trần nhà cao ráo, đóng la phong vượt tầng ha. Có đèn led cho mình luôn nha, lắp cái quạt luôn nè. Ở đây có đi đường dây điện chỗ này để mình gắn thêm thiết bị gì đó mình trên cò hay gì ha. Có làm luôn cái đồ ghế xe cho mình luôn rồi ha anh chị. Đó, đây cái đồ ghế xe nhỏ đây, mình muốn ginh ra ngoài dễ dàng ha. Mình ginh ra ngoài và để xe lên ha anh chị. Ginh ra ngoài để xe lên cũng dễ ha anh chị. Đó, để đây rất là nhẹ nhàng luôn. Hẻm trước nhà rộng rãi ha. Hẻm thông từ hẻm 297 sang hẻm 295 đường Tân Hòa Đông, thông sang đường số 10 đường Chiến Lược luôn. Và nằm gần chợ Bình Trị Đông, gần Bách Hóa Xanh và gần Vinmark ha. Đó, sổ hồng hoàn công, giá là 1 tỷ 680 triệu nha anh chị. Đó, còn thương lượng với chủ anh chị mình đến xem, nếu thấy căn nhà để ưng ý và phù hợp với mình thì hãy gọi cho Nhân để Nhân hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá ha. Cầu thang nè, cầu thang thì ta vịn gỗ ha, mặt ngoài là bằng sắt ha anh chị, mặt đi bằng đá hoa cương đen và mặt trong là đá hoa cương trắng nha. Ở cái chân cầu thang chủ cũng ốp một lớp gỗ đây ha, một lớp gỗ nha. Đó, nhà mình được xây dựng với kết cấu là một trệt và một lầu ha anh chị. Ở trên đây chủ cũng cải tạo mới ha. Đó, rất là chắc chắn nha. Mình có cái ban công đi ra ngoài, có khung sắt bảo vệ ha. Đó, camera, camera an ninh luôn nha. Đó, đây phòng ngủ thứ nhất của mình nha. Ở trên mình có cái lửng bị lên nữa nha. Vòi mặt nước. Đó, đây phòng ngủ thứ nhất của mình nha anh chị. Phòng ngủ thứ nhất của mình. Ở đây mình có thể để
ở chân cầu là hang nhỏ lên cái lửng này, thì chủ cũng trang trí cho mình một cái tủ ha, tủ quần áo, tủ quần áo luôn. Và cái khung bên đây cắt CNC. Ở đây thì đóng la phong dựng tầng ha anh chị, nó đèn led nè, có cửa sổ cho mình luôn nha anh chị. Các cái thềm nhà thì chủ cũng đi cái chỉ để mình lau chùi không có dơ căn nhà mình nha, có lắp rèm cho mình luôn rồi nè. Nhà mình có hướng chính là hướng tây nha anh chị. Ở đây còn khoảng cái trống nhỏ nhỏ nè ha. Đó, đây là cái học tủ ha, là trên cầu thang đi lên trên luôn nha, cầu thang lên trên luôn nha chị. Đây cái ban công của mình ha, cửa ra ngoài ban công là cửa nhôm siêu pha kết hợp với kính cường lực. Đó, bản lề kinh long ha, ban công này 8 tấc ha anh chị. À, có cái khung sắt bảo vệ cho mình luôn nha. Ngoài đó là mặt tiền đường, mặt tiền xe hơi hẻm 297 đường Tân Hòa Đông ha, ra ngoài Bách Hóa Xanh, đối diện là 276 đường vào ủy ban ha, ủy ban phường Bình Trị Đông. Ban công sắt rất là đẹp luôn, rộng rãi ha. Ở đây có khung sắt bảo vệ cho nhà mình luôn rồi nha. Đó, sắt bảo vệ nha. Cửa thì cửa dùng cửa nhôm siêu pha. Đây mình đi gì để mình có trồng cây tưới nước ha. Đó, đây đường nước ha, hoặc là mình để máy giặt vào đây cũng được nha, để máy giặt vào đây cũng được nha anh chị. Đó, một trệt, một lầu và một lửng nha anh chị. Pháp lý là sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên. Hướng nhà là hướng tây bắc nha, nằm gần chợ Bình Trị Đông cũ và nằm gần chợ Bình Trị Đông mới ha. Đó, cầu thang mình đi lên nha, ban công ha. Tôi xin lỗi chị, lên cái lửng nè anh chị. Đó là cái lửng ha, lửng cũng ok ha, có đi các thiết bị điện cho mình hết rồi ha. Đó, đi các thiết bị điện cho mình hết rồi, sẽ gỡ ha, gỗ nha. Đó, lên đây ngủ ha, mình được hai chỗ phòng ngủ nha. Cầu thang trên ra đây cũng là cầu thang ta dựng gỗ nha anh chị, thiết kế vừa vắng nha. Rồi, bây giờ mình xin nhắc lại thông tin chung của căn nhà mình ha. Anh chị đang xem video review bất động sản thành phố Hồ Chí Minh qua kênh Bất Động Sản Sài Thành nha. Anh chị đang xem căn nhà ở địa chỉ là 297/25/3 đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, đối diện lại ủy ban dân phường Bình Trị Đông, giáp với lại quận 6 ha, thuận tiện đi lại các quận xung quanh ha, Tân Phú quận 11 ha anh chị, Tân Phú quận 11 và quận 6 mình ha. Căn nhà mình có pháp lý là sổ hồng riêng nha, mua bán ký công chứng sang tên. Nhà có hướng chính là hướng tây, kết cấu là một trệt, một lầu và một lửng nha anh chị. Đó, nhà có hướng chính là hướng tây bắc. Kích thước ngang của căn nhà mình là 4m và chiều sâu vào là gần 4m ha. Sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên ha. Đó, giá là 1.680.000.000, còn thương lượng trực tiếp với chủ nha anh chị. Anh chị mình đến xem, như thấy ưng ý nhưng sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá ha. Hẹn trước nhà rộng rãi nha anh chị, nhà không đối diện nhà với nhau, anh chị thì để xe thoải mái ha. Đó, thì mình để xe bên đây. Đó, để xe đây ha. Khu dân cư hiện hữu ha anh chị. Trần nhà cao ráo ha. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị đã xem hết video. Anh chị có bạn bè người thân trong gia đình cần mua bất động sản dưới 1.680.000.000 thì hãy đăng ký kênh và bật chuông để xem được nhiều video hơn. Ở dưới đây ha, dưới đây chủ có làm cho mình cái đường ống máy giặt nè. Đó, đi ống máy giặt ở đây mình xả ha, có ổ điện trên sẵn luôn nha anh chị. Đó, nhà nhỏ nhưng các công năng đầy đủ hết ha. Hãy like video nếu anh chị thấy căn nhà phù hợp với mình để sau này mình có thể xem lại video này dễ hơn ha, và tìm mua được bất động sản lý nhất cho mình ha qua kênh Bất Động Sản Sài Thành. Hãy đăng ký kênh để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong lần quay sau.